Bạc Liêu, vùng đất không chỉ được thiên nhiên ưu đãi cho vùng biển giàu hải sản, quanh năm lòng gió, thích hợp cho phát triển nguồn năng lượng tái tạo, mà còn là vùng đất hào sản, một trong những cái nôi của đờn ca tài tử Nam Bộ và nhiều điểm du lịch di tích lịch sử quốc gia. Điều gì đã khiến cho du lịch của Bạc Liêu càng thêm hấp dẫn du khách? Đó chính là truyền thống văn hóa, là đời sống thường ngày của người dân, là quang cảnh và những điểm đến thú vị. Trong đó phải nhắc đến thành phố Bạc Liêu, thành phố du lịch của tỉnh, nơi có tiềm năng du lịch hấp dẫn. Nhà hát Cao Văn Lầu Ba Nón Lá được xây dựng theo kiến trúc như ba chiếc nón lá tựa vào nhau, thể hiện sự đoàn kết, gắn bó ba dân tộc Kinh, Hoa, Khmer, được ghi vào sách kỷ lục Việt Nam. Nơi đây diễn ra các sự kiện văn hóa nghệ thuật của tỉnh và các hoạt động bảo tàng, trưng bày, triển lãm. Đặc biệt vào thứ Bảy hàng tuần có biểu diễn chương trình nghệ thuật truyền thống. Được xem là điểm du lịch độc đáo của Bạc Liêu, khu lưu niệm nghệ thuật đờn ca tài tử Nam Bộ và nhạc sĩ Cao Văn Lầu là nơi lưu giữ, bảo tồn, tôn vinh và phát huy giá trị nghệ thuật đờn ca tài tử Nam Bộ. Đây có thể xem như một bảo tàng thu nhỏ của nghệ thuật đờn ca tài tử Nam Bộ. Khi đến đây, du khách sẽ được nghe giới thiệu về thân thế, sự nghiệp của nhạc sĩ Cao Văn Lầu, hiểu rõ hơn về sự ra đời của bản Dạ Cổ Hoài Lang và sự hình thành, phát triển các bài vọng cổ, bài ca vua của sân khấu cải lương ngày nay. Ngôi dinh thự trở thành thương hiệu du lịch của tỉnh. Qua bao biến thiên của thời cuộc, ngôi biệt thự vẫn như xưa, vẫn luôn tạo ra sự ngỡ ngàng cho du khách khi lần đầu đặt chân tới nhà công tử Bạc Liêu. Đây được xem là ngôi nhà bề thế nhất Nam Kỳ lục tỉnh đầu thế kỷ 20, do kiến trúc sư người Pháp thiết kế và vật liệu xây dựng được nhập từ nước Pháp. Đến với nhà công tử Bạc Liêu, ngoài việc tham quan, tìm hiểu kiến trúc, đồ vật công tử sử dụng, du khách còn nghe kể về những giai thoại của một công tử giàu nhất miền Nam thời bấy giờ. Cùng với tính cách hào sảng của ông nói riêng và người dân Nam Bộ nói chung, và làm rõ hơn những thành kiến sai lệch về một công tử Bạc Liêu trứ danh. Rời khỏi thành phố Bạc Liêu, du khách tiếp tục cuộc hành trình 18 km đến thăm đền thờ Bác Hồ, tọa lạc tại xã Châu Thới, huyện Vĩnh Lợi, được nhân dân xây dựng vào năm 1969, sau khi được tin Bác đi xa. Mặc dù bị địch càn quét, đốt phá, nhưng đảng bộ và nhân dân Châu Thới kiên cường bảo vệ cho đến ngày miền Nam giải phóng. Đền thờ vừa là di sản văn hóa tinh thần của người dân địa phương, vừa là di tích lịch sử cấp quốc gia, là điểm sáng để giáo dục truyền thống yêu nước, truyền thống cách mạng của ông cha ta cho thế hệ hôm nay và mai sau. Vào năm 1928, trên cánh đồng Ngọc Ngạn đã xảy ra sự kiện chấn động dư luận cả nước, vang khắp cả Đông Dương. Đó là cuộc nổi dậy của gia đình anh em Mười Chức. Chỉ với giáo mát, gậy gộc và những dụng cụ thô sơ, họ đã đứng lên chống lại thực dân nhằm lấy lại ruộng đất của mình. Là một trong những điểm tham quan du lịch của tỉnh, di tích lịch sử Ngọc Ngạn nổi bật với cụm tượng hình ảnh một gia đình nông dân chống lại sự đàn áp của thực dân đã được tái hiện trong bộ phim Đất Phương Nam. Ngày 15 cho đến 17 tháng 2 âm lịch hàng năm, lễ hội Đồng Ngọc Ngạn được tổ chức tại đây. Tháp cổ Vĩnh Hưng được phát hiện vào năm 1911. Đây là một trong những kiến trúc cổ của nền văn hóa Ốc Eo còn sót lại và được bảo tồn ở vùng Tây Nam Bộ. Qua nhiều đợt khảo sát, các nhà khảo cổ đã phát hiện ra nhiều chứng tích có giá trị của một nền văn hóa lâu đời. Tháp cổ đã được xếp hạng di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia năm 1992. Tháp cổ là di tích kiến trúc cổ duy nhất có giá trị về mặt nghệ thuật văn hóa tâm linh. Đây không chỉ là điểm tham quan du lịch mà còn là địa điểm để các nhà khảo cổ đến đây tìm hiểu, nghiên cứu nền văn hóa Ốc Eo. Nổi tiếng với vị ngon đặc trưng, muối Bạc Liêu không mặn chát, mà vị mặn của muối Bạc Liêu là vị mặn có duyên. Cá kèo kho muối Bạc Liêu, lấy chồng quê biển càng yêu ganh hào. Muối Bạc Liêu thật ngọt ngào trong câu hát ấy. Đến Bạc Liêu, du khách có thể tham quan trải nghiệm quy trình sản xuất muối tại công ty cổ phần muối Bạc Liêu. Hiện nay, công ty đã sản xuất ra nhiều loại muối thành phẩm như muối tôm, muối tiêu, muối ớt. Nếu có dịp tham quan ruộng muối tại huyện Đông Hải vào tháng 3 âm lịch, du khách không nên bỏ qua lễ hội Nghinh Ông Nam Hải tại huyện Đông Hải, thu hút hàng ngàn du khách thập phương.
Đây là lễ hội văn hóa tâm linh truyền thống mang tính cộng đồng của người dân miền biển, cầu mong một mùa đánh bắt thuận lợi, bình an nơi biển cả. Với chuyến du lịch tới miền Tây sông nước, chắc chắn du khách không thể bỏ qua khu bảo tồn thiên nhiên Vườn Chim Lập Điền. Đến đây du khách sẽ ngỡ ngàng trước sự hiện hữu của một vườn chim hoang dã thơ mộng rộng hàng chục hecta với nhiều chủng loại chim quý hiếm. Đến đây du khách sẽ được chính tay chèo thuyền xuyên qua cánh rừng ngập mặn, ngắm những đàn chim nối đuôi nhau bay ngập cả bầu trời và lưu trú homestay tại Vườn Chim Lập Điền để trải nghiệm các dịch vụ bắt cá, cua, tôm và thưởng thức các món đặc sản do chính chủ vườn chế biến. Phật Bà Nam Hải là một công trình kiến trúc văn hóa tâm linh nổi bật nhất ở Nam Bộ. Với pho tượng Bồ Tát Quán Thế Âm, hay người dân còn gọi là Mẹ Nam Hải Bạc Liêu, cao 11 mét, đứng uy nghi giữa một không gian thoáng đãng, hướng nhìn ra biển, để phù hộ và che chở cho người dân đang mưu sinh ngoài biển khơi và dân chúng quanh vùng. Vào ngày 22 đến ngày 24 tháng 3 âm lịch hàng năm, nơi đây tổ chức lễ hội Quán Âm Nam Hải, thu hút hàng chục ngàn du khách thập phương. Khi đến Quan Âm Phật Đài, du khách sẽ cảm nhận sự bình yên trong tâm hồn. Đối với người dân nơi đây, Phật Bà là nơi gửi niềm tin và sự che chở trong quá trình mưu sinh trên biển. Cách thành phố Bạc Liêu 10 km, khi du khách đến chiêm bái Phật Bà Nam Hải, du khách không thể không ghé thăm Phật Bà Đông Hải tại chùa Hưng Thiện. Nơi đây có tượng Phật Bồ Tát Quan Âm cao nhất đồng bằng sông Cửu Long, có tổng chiều cao 43 mét. Hai bên sân là 36 hóa thân của Bồ Tát. Quả thực vùng đất Bạc Liêu được mệnh danh là nơi vùng đất Phật, bạn sẽ cảm thấy được sự bình an và những giá trị thiêng liêng mà nơi đây mang lại khi bạn đặt chân đến đây. Về thành phố Bạc Liêu không thể không ghé thăm chùa Sim Cán. Đây là một trong những ngôi chùa Khmer lớn và đẹp lộng lẫy nhất trong hệ thống chùa Khmer ở Nam Bộ. Sự uy nghi và kiến trúc tuyệt đẹp của chùa Sim Cán luôn để lại ấn tượng khó quên trong lòng khách du lịch mỗi khi đến tham quan. Du khách sẽ được nghe âm hưởng của dàn nhạc ngũ âm và cùng tham gia múa điệu ram vong với bà con dân tộc Khmer sôi nổi, cuốn hút say đắm lòng người. Đến đây, quý khách sẽ hiểu thêm nền văn hóa đặc sắc của đồng bào Khmer Nam Bộ. Nhà thờ Tắc Sậy là một trong những điểm tham quan khá ấn tượng của Bạc Liêu, thu hút đông đảo du khách đến tham quan. Đến đây, du khách được chiêm ngưỡng kiến trúc độc đáo của nhà thờ. Đây được xem là một trong những nhà thờ đẹp nhất trong các tỉnh miền Tây. Vườn nhãn có tuổi đời trên 100 tuổi với hai loại giống nhãn Su Vít và Tu Huýt được du nhập từ nước ngoài sang, trồng trên đất dòng cát Bạc Liêu, có vị thanh ngọt và hương thơm quyến rũ. Cũng ở dòng cát Bạc Liêu, ngoài nhãn cổ thụ, phải kể đến cây xoài cổ 300 tuổi là cây di sản mà người dân nơi đây thường gọi là cồn xoài. Cây cao 15 mét, có thân to và tán lá rộng, che bóng rợp một vùng, phải 5 đến 6 người trưởng thành mới ôm xuể. Kỳ lạ là hàng năm cây vẫn ra trái rất sai. Đứng ở nhiều vị trí trong khu vực thành phố Bạc Liêu, du khách đã có thể nhìn thấy những trụ tu bin khổng lồ. Khi đến gần, sự kết hợp giữa sóng biển, gió và những cánh quạt quay đều như những chong chóng khổng lồ giữa một vùng bao la biển trời tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp đến lạ thường, tựa như phương trời Âu thơ mộng tại Bạc Liêu. Đến với trạm dừng chân du lịch tại công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại Trúc Anh, du khách sẽ được tham quan khu sản xuất vi sinh, công nghệ sinh học phục vụ nuôi tôm sạch và các sản phẩm chăm sóc sức khỏe từ đông trùng hạ thảo. Nhà máy sản xuất bia mang thương hiệu bia Sài Gòn tại tỉnh Bạc Liêu là nhà máy được trang bị phòng kiểm nghiệm chất lượng bia hiện đại theo yêu cầu và tiêu chuẩn của bia Sài Gòn. Với trạm dừng chân nhà máy bia Sài Gòn Bạc Liêu, du khách sẽ được tham quan quy trình sản xuất bia với công nghệ hiện đại bậc nhất hiện nay. Mô hình nuôi tôm trong nhà kính của tập đoàn Việt Úc không chỉ sản xuất ra sản phẩm tôm sạch mà còn hạn chế nguồn nước thải ra môi trường. Bạc Liêu đang phấn đấu trở thành thủ phủ ngành tôm cả nước với chủ trương đến năm 2020, kim ngạch xuất khẩu tôm ra nước ngoài trị giá 1 tỷ đô la Mỹ. Điểm nhấn của khu nuôi tôm siêu thâm canh là công nghệ nhà kính Israel. Đến với Bạc Liêu, du khách không chỉ thưởng ngoạn cảnh đẹp tự nhiên rất đặc trưng của vùng biển Tây Nam Bộ, mà còn được thưởng thức các món ăn mang đậm hương vị miền Tây.
món bún bò cây. Món ăn được thu hút bởi vị cay kết hợp với miếng thịt bò mềm vừa tới, độ ngọt đậm của nước. Bánh xèo với những con tôm đỏ Âu cùng hành tây thái mỏng, đậu xanh chín mềm và vài sợi củ sắn, ăn kèm rau sống và chấm mắm ớt chua ngọt. Lẩu mắm, món lẩu được chế biến từ mắm cá sặc cùng gia vị thơm nồng hạt. Lẩu mắm ăn kèm thịt ba chỉ, các loại cá cùng nhiều loại rau. Du khách đừng quên đến với khu chợ hải sản ven biển Bạc Liêu. Du khách sẽ thấy thú vị với việc lựa chọn những loại hải sản tươi sống và nhờ chủ bán chế biến. Còn du khách thì chỉ việc chọn chỗ ngồi thật ưng ý để vừa ăn hải sản vừa hóng gió. Để thay đổi khẩu vị, du khách còn có thể thưởng thức những món bánh dân gian Nam Bộ. Nhiều loại bánh đã đạt huy chương vàng tại lễ hội bánh dân gian Nam Bộ. Ấn tượng với nhiều mùi vị khác nhau, ăn mãi không thấy chán như bánh củ cải của ba dân tộc Kinh, Hoa, Khmer, bánh tằm ngan dừa, bánh in thì mềm chắc, hay món bánh chuối nướng dẻo dai, thơm nồng, hấp dẫn. Như mảnh ghép cuối cùng làm nên bức tranh hoàn mỹ, dịch vụ lưu trú tại Bạc Liêu vô cùng đa dạng phong phú với các khu resort, khu nghỉ dưỡng cao cấp được trang bị đầy đủ tiện nghi, đạt chuẩn 3, 4 sao với các chủng loại phòng đa dạng. Nhiều khách sạn có cảnh quan đẹp, hấp dẫn, sang trọng, hiếu khách cùng phong cách phục vụ chuyên nghiệp. Du khách sẽ thực sự hài lòng khi lưu trú tại đây. Bạc Liêu là vùng đất trù phú, là nơi lưu giữ những công trình kiến trúc di sản thiên nhiên độc đáo. Bạn hãy một lần đến với Bạc Liêu để yêu thêm, nặng tình thêm với con người, với đặc sản vùng đất này nhé.